Chào quý vị, chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay thứ năm ngày 2 tháng 10. Xin mời quý vị theo dõi những tiết mục sau đây. 19 giờ những người bạn nhỏ. 19 giờ 30 phút em yêu khoa học thêm văn học. 19 giờ 50 phút thế giới 24 giờ. 20 giờ hát giới ngôi sao. 21 giờ ký sự trở lại Volga. 21 giờ 10 phút ký sự hành trình theo chân bác. 21 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam tuổi yêu tập 12. 22 giờ 15 phút tình trong nước. 22 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Địa hình quan đại tổng tập 12. 23 giờ 20 phút thưởng thức gia đình. 23 giờ 40 phút tin cuối ngày tin thế giới bản tin thể thao 365. Chương trình rạng sáng ngày 3 tháng 10 gồm có những tiết mục sau đây. 0 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Buồn ơi tạm biệt tập 2. 1 giờ 30 phút tạp chí bóng đá thế giới. 2 giờ chuyện là bốn phương. 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Sóng gió cuộc đời tập 30. 3 giờ 20 phút ca nhạc giai điệu quê hương. 3 giờ 50 phút nhật ký không độ. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình truyền hình tối nay.